Mô Thập Phương Thường Trụ Tam Bảo, Nam Mô Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô Đại Bi Quán Thế Âm Đại Bồ Tát, Nam Mô Đại Nguyện Địa Tạng Đại Bồ Tát, Nam Mô Sư Phụ Tuyên Hóa Đại Bồ Tát, Nam Mô Tất Cả Hộ Pháp Chư Tôn Bồ Tát. Còn là lại thì ánh có pháp danh Diệu Tiến, con xin phép được đọc thuộc bảy kệ trong phẩm kinh thứ 12 kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện. Dạ con xin phép các ngài cho con đọc tụng. Lúc bấy giờ Đức Thế Tôn liền nói kệ rằng: Ta xem Địa Tạng sức oai thần, kiếp số hằng xa khó tỏ trần, thấy nghe một niệm chiêm ngưỡng lễ, trời người lợi ích sự không ngần, hoặc rồng hoặc thần cùng nam nữ, báo tận sẽ xa vào đường dữ, chí tâm quy mạng đại sĩ thân, tuổi thọ thêm nhiều trừ tội dữ, trẻ thơ chết mất mẹ cùng cha, huynh đệ chị em kẻ ruột già, lớn khôn nghĩ đến đều không biết, nẻo giữ đường lành ở đâu là, hoặc vẽ hoặc tô đại sĩ hình, cảm thương chiêm lễ biệt chẳng đành, 21 ngày luôn niệm danh hiệu, Bồ Tát hiện thân đến bên mình, chỉ dành quyến thuộc ở nơi nào, giàu xa ác thú cũng ra mau, nếu được không nuôi lòng kính ngưỡng, thánh ký Bồ Tát phút đầu trao. Bồ đề vô lượng thượng muốn tu hành, mong ra ba cõi khỏi tử sanh, người này đã phát lòng bi lớn, trước lên chiêm lễ đại sĩ hình, nghe tên quy y đấng trọn lành, cúng dường cung kính phát lòng thành, nghiệp chướng chẳng hề ngăn chướng nặng, bao nhiêu mong ước sớm viên thành. Có kẻ phát tâm tụng kinh sách, muốn độ chúng sanh khỏi tai ách, dầu lập nguyện lớn chẳng nghĩ bàn, đọc rồi quên rồi luôn sót mất, người này nghiệp chướng nó làm mê, học đại thừa kinh khó mọi bề, y phục uống ăn các ngoại cụ, cúng dường Địa Tạng với hương hoa, dùng chén nước trong bầy trước tượng, cách một ngày đêm bưng lấy uống, sanh lòng ân trọng cữ ngũ tân, rượu thịt tà dâm cùng rối luống, trong 21 ngày chớ sát sanh, chuyên lòng tưởng niệm thượng nhân danh, chiêm bao thấy rõ tôn dung hiện, thức rồi liền đặng trí khôn lanh. Đại thừa kinh giáo nghe qua tai, nghìn vạn đời sau nhớ chẳng sai, chính nhờ đại sĩ oai thần lớn, thầm giúp người kia có huệ tài. Chúng sanh nghèo khổ lại ốm đau, cửa nhà họa hoạn người lìa nhau, ngủ mê mộng mị không an giấc, cầu muốn hỏng hư chẳng được nào. Dốc lòng chiêm lễ Địa Tạng ngài, bao nhiêu việc ác thầy tiêu ngay, nhẫn đến chiêm bao đều an cả, quỷ thần phổ hộ cửa dư xài. Muốn qua sông biển đến núi rừng, cầm thú độc nguy giặc đón đường, ác thần ác quỷ mưa gió dữ, nhiều lỗi gian lan vốn không lường. Sắp sửa ra đi đối trước tượng, cúng dường kính lễ cùng chiêm ngưỡng, bao nhiêu nghiệp ác núi rừng biển cả có vào trong, ác tai tiêu sạch thường an sướng. Quán Âm nóng nghe ta nói rõ, Địa Tạng vô lượng oai thần đó, trăm nghìn muôn kiếp thuật chẳng rồi. Rộng tuyên đại sĩ đầy thức sức lọ, như người nghe đến Địa Tạng danh, hết lòng chiêm lễ, phát lòng như người nghe đến Địa Tạng danh, thấy hình chiêm lễ hết lòng thành, hương hoa ăn uống dâng y phục, trăm nghìn báo đẹp như hưởng điều lành. Nếu hay đem công hồi pháp giới, rốt giáo thành Phật sanh tử khỏi, Quán Âm nên biết gắng tuyên bày, truyền khắp hàng xa nhiều nước cõi. Dạ con xin hết ạ. Con xin được tạm ơn các ngài đã tác đại chứng minh gia trì cho con ạ. Con xin phép được hồi hướng. Chúng con xin nguyện đem hết toàn bộ công đức thuộc bài kệ cho này cho tất cả các chúng sanh trong ba đường ác đạo, địa ngục, ngạ quỷ và súc sanh. Nguyện cho tất cả các chúng sanh được tiêu trừ nghiệp chướng, thiện căn tăng trưởng, phước đức tiền căn được thăng trưởng, có nhân duyên với ngài Địa Tạng Bồ Tát, với Tam Bảo và phát tâm hiếu kính với các ngài, được các ngài độ thoát trong tương lai. Dạ con xin hết ạ. Om ha ha ha, Bổn Sư Mô Ni Sô ha.